Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thời gian qua huyện Tân Trụ luôn quan tâm tới công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần hạn chế ngăn chặn tai nạn cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở kinh doanh cũng như nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các đơn vị cơ sở và quần chúng nhân dân đã có chuyển biến tích cực, từng bước phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua buổi diễn tập giúp tôi có được kiến thức thoát nạn, sử dụng bình phòng cháy chữa cháy để sau này có những tình huống xảy ra biết xử lý kịp thời. Công an huyện Tân Trụ đã tổ chức triển khai thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt công tác nắm tình hình các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, triển khai nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Tục thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện Tân Trụ thì vừa qua công an huyện Tân Trụ đã tiến hành mở nhiều lớp tập huấn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hộ gia đình nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Thì bên cạnh đó thì công an huyện Tân Trụ cũng đã tiến hành kiểm tra những cái cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng là đoàn viên thanh niên rồi hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Để phòng trừ hỏa hoạn, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội, mỗi tổ chức cá nhân và người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh giác trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.